Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về bản thân của mình một chút xíu để cho những bạn nào chưa có biết về mình thì sẽ có thêm một chút thông tin. Điều này giúp chúng ta hiểu nhau và có cơ hội gần gũi để chúng ta trao đổi những cái thắc mắc và những cái tâm tình của hội chị em bạn nữ. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi khai báo danh tính nha. Tên thật của mình là Phương Trang, nhưng mà rất là nhiều người khi mà biết tên của mình rồi hỏi có phải là hãng xe Phương Trang không, thì xin thưa không phải nha. Nếu những ai đã từng đi Hàn Quốc thẩm mỹ hoặc đã từng lên mạng search những cái dịch vụ như là du lịch thẩm mỹ Hàn Quốc thì chắc chắn mình nghĩ là cái tên nickname của mình không lạ gì với các bạn, đó là Rin Nguyễn. Mình đang làm cho bộ phận tư vấn, sale và marketing của bệnh viện Cinderella tại Hàn Quốc. Công việc của mình là tư vấn và thiết kế làm sao cho những khách hàng của mình có một cái gương mặt thật là đẹp và chuẩn tỷ lệ vàng, tức là về phong thủy rất là tốt. Ngoài ra thì nhìn trên cái toàn diện khuôn mặt thì nó có cái thần sắc thiện mỹ nữa. Ngoài việc hỗ trợ tư vấn những khách hàng về mặt giấy tờ và tất cả mọi thứ thì mình là người hiểu khách hàng nhất, nên thành ra cái công việc của mình là đồng hành cùng với khách hàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc và từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Đối với mình nó cũng giống như một cái tấm vé làm bạn thân với nhau trọn đời. Nói tới đây thì các bạn sẽ nghĩ là nếu mà muốn nói chuyện với Rin hoặc là nếu mà Rin trả lời thì phải là làm dịch vụ bên cô ấy. Không phải đâu các bạn. Niềm vui của mình rất là được hân hạnh chia sẻ những cái kiến thức mà mình đã học được từ bên nước ngoài cũng như cả những anh chị bác sĩ ở Việt Nam luôn. Thành ra bằng tất cả những cái kiến thức mình có, các bạn nào có những cái thắc mắc không biết hỏi ai và ngại hỏi những bác sĩ hoặc là những nơi tư vấn thì có thể bình luận bên dưới hoặc là inbox tại Facebook cá nhân của mình, thì mình sẽ giúp các bạn trả lời những cái thắc mắc đó trong những cái kiến thức và phạm vi mà mình biết nhất có thể. Phương châm của mình là đẹp thì phải đi đôi với thông thái, nên cái slogan là đẹp thông thái luôn luôn mình có hashtag. Vậy thì để đẹp thông thái thì mình muốn lan tỏa và muốn chia sẻ cùng đồng hành với tất cả một nửa phái đẹp, tức là gồm một nửa cái thế giới rồi. Mình rất thích cái câu buôn có bạn bán có phường, thành ra mình luôn luôn theo cái phương châm đó là nếu mà đã gọi là làm đẹp và chia sẻ kiến thức rồi thì phải có một cộng đồng luôn, một nhóm hoặc là kiểu cái gì thật là to để mà chị em join vào đó và chúng ta cùng chia sẻ những cái gì hay nhất và tốt nhất cho phụ nữ. Hãy giữ kết nối bằng việc bấm kênh đăng ký ở bên dưới, thì mỗi lần mà mình có video mới thì các bạn sẽ nghe tiếng chuông và thông báo là có video mới rồi, coi đi. Vậy nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.